Chào mừng các bạn đã quay trở lại podcast chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề triết lý sâu sắc, đó là ta từ đâu đến và ta đi về đâu. Đây là câu hỏi đã được triết gia, nhà khoa học và các nghệ sĩ suy ngẫm trong suốt lịch sử nhân loại. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc của con người, ý nghĩa cuộc sống và những suy nghĩ về tương lai của chúng. Trong thư viện của tôi ở Pháp có một cây hoa đào Nhật Bản. Cây hoa này thường nở rộ vào mùa xuân, nhưng có một năm mùa đông ấm áp trở nên hoa nở sớm hơn thường lệ, rồi một đêm trở lạnh, nhiệt độ xuống tới điểm băng giá. Sớm hôm sau khi đi thiền hành, tôi nhận thấy được nụ cười đều bị héo hết. Tôi nghĩ vậy là đầu năm nay sẽ không còn đủ hoa cúng bụt. Vài tuần sau, trời ấm áp trở lại. Khi tôi đi bộ trong vườn, tôi đã nhìn thấy những nụ hoa đào thuộc thế hệ mới đang hiện ra. Tôi hỏi, những nụ hoa các bạn là những bông hoa đã chết khi trời băng giá hay là những bông hoa khác? Hoa trả lời tôi, chúng tôi không phải những bông hoa đó, mà cũng không khác những bông hoa đó. Khi nhân duyên đầy đủ, chúng tôi biểu hiện ra, và khi thiếu nhân duyên thì chúng tôi ẩn tàng, giản dị vậy thôi. Đó là cách giao tiếp của Bụt. Khi nhân duyên đầy đủ thì sự hiểu biết, sự vật biểu hiện. Khi nhân vật duyên không còn đầy đủ thì chúng rút lui, chúng đợi tôi tới đúng thời điểm sẽ biểu hiện trở lại. Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác, nhưng bà đã sảy thai vì em bé đó đã không ra đời. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi bào thai đó là anh tôi hay là chính tôi. Ai cũng muốn biết, cũng muốn biểu hiện ra trong lần mẹ sảy thai đó. Khi mẹ mất em bé, có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho mẹ và em bé ra đời, nên có quyết định lùi lại chờ điều kiện tốt hơn, và con nên rút lui. Và sau khi trở lại, nay mai nhé mẹ, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé. Nếu bạn nhìn đời bằng những cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt đau khổ. Mẹ tôi đã mất anh tôi hay chính tôi lúc đó, vì thế chưa đúng thời điểm nên tôi đã lùi lại, trở thành không. Nỗi sợ lớn lao nhất của chúng ta khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nếu như trong chúng ta tin rằng cuộc đời ta bắt đầu từ lúc nào chào đời và chấm dứt khi ta chết, chúng ta tin rằng chúng ta từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng nếu không chết chỉ mang những ý niệm không có thật. Coi đó là những thực sự chúng ta là nguyên nhân để cho chúng ta đau khổ. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống như nhau, cũng không khác nhau. Không có cái ngã thường hàng ngày, cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mọi không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể ảnh hưởng những thưởng thức đời sống một cách mới mẻ, tìm lại người thân đã mất. Đối với trường hợp mất, người thường cũng thế. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì họ biến đi. Khi mẹ mất, tôi rất đau đớn. Khi chúng ta chỉ mới 8 tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mẹ mất. Nhưng thật sự là khi lớn lên, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn hiểu, tu tập thì mới tới giờ rút ra chia ly, bạn sẽ không quá đau khổ. Bạn sẽ sớm nhận ra thật sự rằng mẹ bạn vẫn còn sống trong bạn. Ngày mẹ mất, tôi viết vào nhật ký, tai nạn lớn nhất trong đời mình đã xảy ra rồi. Tôi đau khổ và hơn một năm sau khi mẹ qua đời. Nhưng rồi một đêm khi ngủ trong một cái thất nhỏ ở vùng cao nguyên Việt Nam, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy mẹ tôi ngồi chơi bên bà và cùng chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc bà thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng được chuyện trò với mẹ như thế và còn sống. Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và tôi cảm giác bản thân thật sự là chưa
Từng mắt mẹ, cảm giác tưởng mẹ vẫn còn trong tôi rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng lúc đó tôi thấy mẹ luôn luôn còn sống bên tôi. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng sườn đồi. Phía sau ngôi chùa, khi đi bộ trong thông thả giữa các luống trà, tôi cảm thấy mẹ ở bên tôi. Bà là ánh trăng vuốt ve tôi như bà đang thường hay làm, thật dịu dàng và âu yếm. Thật ra lời kỳ diệu, mỗi khi chân tôi chạm đất, tôi nghe mẹ tôi vẫn đang ở cạnh tôi. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nói là sự tiếp của mẹ tôi, của cha, của ông, của bà, của cụ kỵ, của tổ tiên, những dấu chân tôi tưởng của tôi, nhưng thật ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ đều để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt này. Từ lúc đó, nghĩa mẹ không còn hiện về tôi nữa.